Đây là lốp xe Angermit. Đây là dòng H3, đây là lốp xe CZ. Đây là hai con, đây là con 500 kg và đây là con 2 tấn. Lốp xe Angermit là thương hiệu của EU ở Hà Lan, được sản xuất tại Trung Quốc. Made in China. Đây, về thiết kế, về đóng gói của cái lốp xe này nó như sau. Bên đây là con 500 kg và bên đây là con 2 tấn, hai cái kích thước nó sẽ là khác nhau. Đây. Đây các bạn có thể xem. Dây của Zemit thì tương đối là bóng và dày. Còn cái size ở mỗi con thì nó sẽ là khác nhau. Ví dụ giống như đây. Zemit. Đây nó là H3, C3 nó là cái cấp chính xác. 550 kg nó là cái mức tải rồi, và sơ qua thì để chúng ta sẽ đọc cái datasheet của cái này. Đây là cái một cái bản test của cái lốp xe. Đây là một cái bản test. Trong này sẽ ghi model, số series, vật liệu làm là gì. Ví dụ giống như là vật liệu là alloy steel và thép. Mức tải max là 500 kg, nguồn cấp là từ 12 tới 15 volt. Rồi, max là 18. Rồi. Output nó là 2mV. Điện trở là input là 350 cộng trừ 3.5 ohm. 350. Rồi, nhiều giống như dây là 6m. Đây. Dây là 6m. Quá tải an toàn cho con 500 kg này là 150%, là 750 kg. Rồi, 300% là 1,5 tấn. Dây thì ở đây có ký hiệu màu dây. Ví dụ giống như đỏ đen là nguồn cộng nguồn trừ. Rồi, xanh trắng là tín hiệu cộng tín hiệu trừ và dây siêu. Rồi. Đây là cái datasheet của nó là như vậy. Còn đi sâu vào nó xem thì đây các bạn có thể thấy nó xem. Đây là dòng H3, nó sẽ có một cái tấm led nó phủ tròn hết, đều hết mặt trước và mặt sau. Rồi, ở bên này nó sẽ khắc laser. Đây các bạn. Đây các bạn dầm xuyên qua. Các bạn thấy 500 kg. Rồi VC 158917. Rồi 158917 thì nó sẽ tương đồng với lại cái số series trên cái datasheet này. Đây VC 158917. Như vậy thì bên hông của nó sale nó sẽ khác cái số ký và cái số series. Này. Nó xem lại đang dùng ren, đây là ren 12 với 1.75. Rồi. Bên này thì không có khắc laser. Rồi, chỉ duy nhất một điểm khắc laser là cái ở bên mặt bên hông này. Rồi, đây là nhận dạng của những con lốp xe Zemit. Những con 2 tấn thì nó chỉ khác là nó sẽ to hơn cái con kia thôi. Đây, này giữa kích thước giữa con 500 kg và cái con 2 tấn. Đây các bạn thấy. Tổng chiều dài nó chỉ bằng chiều ngang của con xe này. Không bỏ cái này nó sao. 2 tấn. Limit H3. Rồi đây cũng là số series, đây sẽ khác bên hông. Này 2 tấn là 2.0T.